Với các số đến 100.000, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các số có 5 chữ số. Vậy, cấu tạo, cách viết và cách đọc các số có 5 chữ số sẽ được thực hiện như thế nào? Cô mời các em cùng tìm hiểu ở tiết học hôm nay qua bài Các số có 5 chữ số. Cô mời các em cùng đọc lại Các số có 5 chữ số. Cô mời các em cùng mở sách giáo khoa trang 140 bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai nội dung nội dung thứ nhất làm quen các số có năm chữ số nội dung thứ hai bài tập vận dụng và bây giờ cô mời các em cùng đến với nội dung thứ nhất làm quen các số có năm chữ số các em lưu ý cho cô ở nội dung thứ nhất này cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu về cấu tạo các số có năm chữ số các số có năm chữ số sẽ gồm có mấy hàng? Tên gọi của từng hàng, cách viết và cách đọc của các số có năm chữ số. Chúng ta cùng đến với ví dụ. Ví dụ cho chúng ta bảng. Ở bảng cho chúng ta biết tên các hàng. Tương ứng với năm cột, chúng ta có năm hàng. Tính từ phải sang trái. Các hàng lần lượt có tên gọi là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Các em thân mến, các em đã được học số có bốn chữ số rồi, đúng không các em? Số có bốn chữ số chúng ta gồm có bốn hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và chúng ta dừng lại ở hàng cao nhất, đó chính là hàng nghìn. Hôm nay chúng ta học bài số có năm chữ số nên chúng ta có thêm một hàng nữa. Đó chính là hàng nghìn. Và bây giờ, cô mời các em cùng tìm hiểu cách viết và cách đọc các số có 5 chữ số các em nhé. Các em quan sát cho cô ở hàng chục nghìn. Cô sẽ gắn vào hàng chục nghìn các tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có giá trị là 10 nghìn hay còn gọi là một chục nghìn. Ở hàng nghìn, cô sẽ gắn vào đây các tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có giá trị là 1 nghìn. Ở hàng trăm, cô gắn vào đây các tấm thẻ, mỗi tấm thẻ có giá trị là 100. Ở hàng chục, cô gắn vào đây tấm thẻ có giá trị là 10 hay còn gọi là một chục. Và cuối cùng, ở hàng đơn vị, cô sẽ gắn vào đây các tấm thẻ có giá trị là một đơn vị. Bây giờ, cô mời các em Cùng cô chúng ta sẽ xét giá trị ở từng hàng các em nhé. Đầu tiên là ở hàng chục nghìn, hàng cao nhất. Cô có một chục nghìn, hai chục nghìn, ba chục nghìn và bốn chục nghìn. Như vậy cô có tổng cộng là bốn chục nghìn. Cho nên ở hàng chục nghìn cô viết chữ số tương ứng là số bốn. Ở hàng nghìn cô có một nghìn, hai nghìn. Do vậy Cô viết chữ số tương ứng là số 2. Ở hàng trăm, cô có 100, 200 và 300, cho nên ở hàng trăm cô viết chữ số 3. Ở hàng chục, cô có một chục, do đó cô viết chữ số 1. Và cuối cùng, hàng đơn vị là hàng thấp nhất, cô có 1 đơn vị, 2 đơn vị, 3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị và 6 đơn vị cô có tổng cộng là 6 đơn vị, cho nên ở hàng đơn vị, cô viết chữ số tương ứng là số 6. Và từ các giá trị mà chúng ta vừa xét được ở từng hàng, chúng ta có 4 chục nghìn 2 nghìn 300 1 chục và 6 đơn vị. Từ đây, cô sẽ viết được số có 5 chữ số như sau. Các em lưu ý cho cô khi viết số có năm chữ số, chúng ta bắt đầu viết từ trái sang phải, viết theo thứ tự từ hàng cao nhất và kết thúc ở hàng thấp nhất. Hàng cao nhất của chúng ta đó chính là hàng chục nghìn. Cô viết được chữ số 4. Hàng nghìn cô viết được chữ số 2. Hàng trăm cô viết được chữ số 3. Hàng chục Cô viết được chữ số 1. Và cuối cùng, hàng đơn vị, hàng thấp nhất cô viết được chữ số 6. Như vậy, cô vừa viết xong số có mấy chữ số đây các em? Cô vừa viết xong số có 5 chữ số. Các em cùng quan sát xem, số có 5 chữ số là số gồm có 5 hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Và số có 5 chữ số của chúng ta sẽ được đọc như thế nào? Cô mời các em cùng theo dõi. Các em lưu ý cho cô, khi đọc số có 5 chữ số, chúng ta sẽ đọc hai chữ số ở hàng chục nghìn và hàng nghìn trước. Sau đó chúng ta đọc 3 chữ số ở hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Và các em cần lưu ý một điều nữa cho cô là khi đọc, chúng ta sẽ đọc hai chữ số đầu hai chữ số đầu gắn với chữ nghìn. Sau đó chúng ta đọc ba chữ số còn lại các em nhé. Và số của chúng ta sẽ được đọc là 42.316. Cô mời các em cùng đọc lại với cô. 42.316. Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn cho các em tìm hiểu về cấu tạo, cách viết và cách đọc các số có 5 chữ số. Như chúng ta đã biết, số có 4 chữ số là số gồm có 4 hàng: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. Số có 5 chữ số là số ngoài 4 hàng chúng ta vừa nêu thì chúng ta còn có thêm một hàng nữa, đó chính là hàng chục nghìn. Và qua ví dụ này, chúng ta rút ra được kết luận như sau. Về cấu tạo, số có 5 chữ số gồm có 5 hàng hàng đơn vị hàng chục hàng trăm hàng nghìn hàng chục nghìn về cách viết khi viết số có năm chữ số chúng ta bắt đầu viết từ trái sang phải viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp tức là từ hàng chục nghìn đến hàng nghìn hàng trăm hàng chục hàng đơn vị cách đọc khi đọc số có năm chữ số chúng ta đọc hai chữ số đầu gắn với nghìn, sau đó đọc ba chữ số còn lại. Để giúp các em có thể hiểu sâu hơn, nắm vững hơn về cấu tạo, cách viết, cách đọc các số có 5 chữ số, cô mời các em cùng đến với nội dung thứ hai, bài tập vận dụng. Ở nội dung thứ hai này, cô cùng với các em chúng ta sẽ thực hiện 3 bài tập. Bài số 1, viết theo mẫu. Bài số 2, đọc các số. Bài số 3, số chấm hỏi tức là tìm số. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài tập số 1 các em nhé. Bài tập số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Viết theo mẫu. Cô mời các em cùng quan sát bảng sau. Ở bảng cho chúng ta biết tên các hàng tương ứng với 5 cột chúng ta có 5 hàng. Hàng cao nhất đó chính là hàng chục nghìn, đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, và hàng, đơn vị ở cột tiếp theo là cột viết số và cột cuối cùng là cột đọc số mà chúng ta vừa viết được. Các em lưu ý cho cô, ở bài tập này đã được thực hiện mẫu một phần, cô mời các em quan sát vào phần tính mẫu. Ở phần tính mẫu, chúng ta có 60.000 8.000 300 50 hai đơn vị ở cột viết số Chúng ta sẽ viết được số có 5 chữ số Các em lưu ý cho cô Khi viết số có 5 chữ số Chúng ta bắt đầu viết từ trái sang phải Viết theo thứ tự từ hàng cao nhất và kết thúc ở hàng thấp nhất Hàng cao nhất ở đây chính là hàng chục nghìn Và hàng thấp nhất là hàng đơn vị Và số của chúng ta viết được đó là 6, 8, 3, 5, 2 Tương ứng với 60 nghìn, 8 nghìn 350 và hai đơn vị. Và ở cột đọc số, chúng ta sẽ đọc số mà chúng ta vừa viết được. Khi đọc số có 5 chữ số, chúng ta sẽ đọc hai chữ số đầu gắn với nghìn, sau đó chúng ta đọc ba số còn lại các em nhé. Và số của chúng ta sẽ được đọc là 68.352. Tương tự như mẫu, cô mời các em cùng thực hiện các phần còn lại. Chúng ta đến với phần tiếp theo. Ở đây chúng ta có chục nghìn 5.000, 100, 80, 7 đơn vị. Ở cột viết số, chúng ta viết được số có 5 chữ số như sau. 3, 5, 1, 8, 7 tương ứng với 30.000, 5.000, 100, 80 và 7 đơn vị. Và số có 5 chữ số của chúng ta sẽ được đọc là 35.187. Các em lưu ý cho cô, ở đây số 5 được đọc là 35.187. Cô mời các em cùng đọc và ghi lại cách đọc vào cột cuối cùng. 35.187. Cô mời các em cùng đến với phần tiếp theo. Ở đây chúng ta có 90.000. 4.360 một đơn vị. Ở cột viết số, chúng ta viết được số có 5 chữ số đó là 9, 4, 3, 6, 1, tương ứng với 90.000, 4.360 và một đơn vị. Và số có 5 chữ số của chúng ta sẽ được đọc là 94.361. Cô mời các em cùng đọc và ghi lại cách đọc vào cột cuối cùng. 94.361 Cô mời các em cùng đến với phần tiếp theo. Ở đây chúng ta có 50 nghìn 7.000, 100, 30, 6 đơn vị. Ở cột viết số, chúng ta viết được số có 5 chữ số như sau. 5, 7, 1, 3, 6 tương ứng với 50.000, 7.000, 130 và 6 đơn vị. Và số của chúng ta được đọc là 57.136. Cô mời các em cùng đọc và ghi lại cách đọc vào cột cuối cùng. 57.136. Cô mời các em cùng đọc lại và ghi lại cách đọc vào cột cuối cùng. 57.136. Cô mời các em đến với phần cuối cùng. Chúng ta có 1 chục nghìn, 5 nghìn, 400, 1 chục và 1 đơn vị. Ở cột viết số, chúng ta viết được số như sau. 1, 5, 4, 1, 1. Và số có 5 chữ số của chúng ta sẽ được đọc là 15.411. Ở đây chữ số 5 vẫn được đọc là 5. 15.411 Cô mời các em cùng đọc và ghi lại cách đọc vào cột cuối cùng. 15.411 Các em thân mến, cô vừa hướng dẫn cho các em hoàn thành bài tập số 1. Bài tập số 1 gàng cho chúng ta kỹ năng viết và đọc các số có 5 chữ số. Bây giờ cô mời các em cùng đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Đọc các số... Ở bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì đây các em? Ở bài tập số 2 yêu cầu chúng ta đọc các số và các số đã cho. Cô mời các em cùng đến với số đầu tiên. Các em quan sát cho cô, số của chúng ta gồm có mấy chữ số? Số của chúng ta gồm có 5 chữ số. Và các em lưu ý, khi viết, người ta đã tách hai số đầu, 2, 3, một khoảng so với ba số còn lại 116. Một, một, Và khi đọc số có 5 chữ số, chúng ta sẽ đọc hai số đầu gắn với nghìn, sau đó chúng ta đọc ba số còn lại các em nhé. Và số của chúng ta sẽ được đọc là 23.116. Cô mời các em cùng đọc lại với cô. 23.116. Cô mời các em cùng đến với số tiếp theo. Số tiếp theo của chúng ta cũng là số gồm có 5 chữ số. Và khi viết, người ta cũng tách hai số đầu, 1, 2, một khoảng so với 3 số còn lại, 4, 2, 7. Và khi đọc, chúng ta cũng đọc hai số đầu gắn với nghìn và sau đó chúng ta đọc 3 số còn lại các em nhé. Chúng ta sẽ đọc là 12.427. Cô mời các em cùng đọc lại với cô. 12.427 Cô mời các em cùng đến với số tiếp theo Các em quan sát cho cô Số của chúng ta gồm có mấy chữ số Số của chúng ta gồm có 4 chữ số Và khi đọc số có 4 chữ số Chúng ta sẽ đọc chữ số đầu gắn với nghìn Sau đó chúng ta đọc 3 số còn lại các em nhé Và số của chúng ta sẽ được đọc là 3, 116. Cô mời các em cùng đọc lại với cô. 3116. Cô mời các em cùng đến với số cuối cùng. Số của chúng ta ở đây gồm có 5 chữ số và tương tự như cách đọc ở trên, chúng ta cũng đọc hai chữ số đầu gắn với nghìn, sau đó chúng ta đọc ba số còn lại các em nhé. Và chúng ta sẽ đọc là 82.000 427. Cô mời các em cùng đọc lại với cô. 82.427. Các em thân mến, bài tập số 2 gèn cho chúng ta kỹ năng đọc các số. Và bây giờ, cô mời các em cùng cô chúng ta sẽ đọc lại tất cả các số mà chúng ta vừa hoàn thành nhé các em. 23.116. 12.412. 3.116, 82.427. Và bây giờ cô mời các em cùng cô chúng ta đến với bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Số chấm hỏi. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta làm gì đây các em? Ở bài tập số 3 này yêu cầu chúng ta tìm số. Và tìm số như thế nào? Cô mời các em cùng đến với nội dung thứ nhất. Các em quan sát cho cô. Ở nội dung thứ nhất của chúng ta là một giải gồm có 4 ô. Và 4 ô này tương ứng với 4 số. Như chúng ta nhìn thấy ở hai ô đầu đã có số và hai ô sau là hai ô trống. Như vậy, nhiệm vụ của các em là sẽ tìm số để chúng ta điền vào hai ô trống này. Và để làm được điều này thì chúng ta sẽ dựa vào những số đã cho để chúng ta tìm số thích hợp các em nhé. Chúng ta có số 60.000 gọi đến số 70.000. Theo thứ tự tăng dần 60.000 gọi đến 70.000, như vậy 70.000 gọi đến mấy chục nghìn đây? Như chúng ta đã biết, số liền sau số 6 là số 7, như vậy số liền sau số 7 là số 8 và số liền sau số 8 là số 9. Ở đây 60.000 người đến 70.000. Sau 70.000 sẽ là mấy chục nghìn đây các em? Sau 70.000 chúng ta sẽ tìm được số đó là 80.000. Và 80.000 đó chính là số thích hợp để chúng ta điền vào ô trống thứ nhất. Và tương tự như vậy sau 80.000 chúng ta sẽ có số 90.000. Và đây là số thích hợp để chúng ta điền vào ô trống thứ hai. Chúng ta đã hoàn thành xong nội dung thứ nhất. Cô mời các em cùng đến với nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai của chúng ta là một giải gồm có 5 ô. Và ở hai ô đầu chúng ta đã có số và ba ô sau là ba ô trống. Như vậy nhiệm vụ của các em ở nội dung này là chúng ta sẽ tìm số để chúng ta điền vào ba ô trống còn lại. Và cũng tương tự như nội dung, thứ nhất chúng ta sẽ dựa vào các số đã cho để chúng ta tìm số thích hợp các em nhé. Ở đây chúng ta có số 23.000 gọi đến 24.000. Như vậy sau 24.000 sẽ là 20 mấy nghìn đây các em. Sau 24.000 chúng ta sẽ tìm được số đó là 25.000. Và sau 25.000 chúng ta sẽ tìm được số đó là 26.000. Và sau 26.000 chúng ta sẽ tìm được số 27.000. Đây là những số thích hợp để chúng ta điền vào các ô trống. Chúng ta đã hoàn thành xong nội dung thứ hai, cô mời các em cùng đến với nội dung thứ ba. Nội dung thứ ba của chúng ta là một dãy gồm có 5 ô. 5 ô này sẽ tương ứng với 5 số và như chúng ta đã thấy ở 3 ô đầu đã có số và 2 ô sau là 2 ô trống. Như vậy ở đây, nhiệm vụ của các em là sẽ tìm số để chúng ta điền vào hai ô trống còn lại. Và ở số đầu tiên chúng ta có là 23.000 rồi đến 23.100. Sau 23.100 chúng ta có 23.200. Theo thứ tự tăng dần, sau 23.200 chúng ta sẽ có 23.000 mấy trăm đây các em. Chúng ta sẽ tìm được số là 23.300. Và đây là số thích hợp để chúng ta điền vào ô trống thứ nhất. Và tương tự như vậy, sau 23.300 chúng ta sẽ tìm được số thích hợp đó là 23.400. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Bài tập số 3 rèn cho chúng ta kỹ năng dựa vào các số đã cho để tìm số thích hợp điền vào các ô trống. Các em thân mến, để củng cố lại nội dung kiến thức chúng ta vừa học, cô mời các em cùng cô chúng ta đến với một trò chơi. Trò chơi của chúng ta có tên gọi là ai nhanh hơn. Và ở trò chơi này, cô có hai câu hỏi. Ở mỗi câu hỏi sẽ có 2 đến 3 đáp án. Nhiệm vụ của các em là sẽ tìm một đáp án đúng để trả lời cho mỗi câu hỏi. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Khi viết và đọc các số có 5 chữ số, ta thực hiện theo thứ tự nào? A. À, từ trái sang phải. B từ phải sang trái. Và đáp án đúng cho câu số 1 này sẽ là đáp án nào đây các em? Để xem câu trả lời của các em có trùng khớp với cô hay không. Cô mời các em cùng quan sát xem. Đáp án đúng cho câu số 1 sẽ là đáp án A từ trái sang phải. Cô xin chúc mừng cho những bạn đã có đáp án A trùng khớp với cô. Các em thân mến khi viết và đọc các số có 5 chữ số, ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Cho số 6, 8, 4, 5, 2. Cách đọc nào sau đây là đúng? A. 68.452 B. 68.452 c68 452 và đáp án đúng cho câu hỏi số 2 sẽ là đáp án nào đây các em các em đã có câu trả lời cho mình chưa để xem câu trả lời của các em có trùng khớp với cô hay không cô mời các em cùng quan sát đáp án đúng sẽ là đáp án b 68.452 Cô xin chúc mừng cho những bạn đã có đáp án B trùng khớp với đáp án của cô. Các em thân mến, số 68452 sẽ được đọc là 68.452. Trò chơi ai nhanh hơn cũng đã kết thúc nội dung tiết học của chúng ta hôm nay. Qua tiết học này, các em cần luyện đọc và viết các số có 5 chữ số. Và để thực hiện tốt điều này thì các em cần phải học thuộc các hàng của số có 5 chữ số từ hàng bé nhất đến hàng lớn nhất, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn. Và từ hàng lớn nhất đến hàng bé nhất, tức là từ hàng chục nghìn đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Chuẩn bị học tốt tiết học sau, các em cần xem trước các bài tập ở phần luyện tập sách giáo khoa trang 142 các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cuối lời, cô chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi. Cô chào tạm biệt các em.